Hello hello xin chào các bạn. Đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là ngày thứ 6 tại Hoa Kỳ ngày 4 tây tháng 6 năm 2021. Ở Việt Nam nó lúc mà thường là video này đã là ngày thứ 5 rồi. Thì hôm nay đó và ngày mai chúng ta có thể nhận được nhiều thông tin liên quan đến cái hội nghị đang được tổ chức cái hội nghị Bitcoin năm 2021 ở Miami, Florida Tại vì hội nghị này đã bắt đầu ngày hôm nay và kéo dài cho đến ngày mai Cho nên tuy là đây là cuối tuần nhưng mà có thể có rất nhiều những thông tin Và mỗi lần mà cuối tuần tới đó thì trong vòng 3 tuần qua đó Mỗi lần cuối tuần tới thì nhiều người lại cảm thấy rất là mệt mỏi Tại vì giá cả của Bitcoin và thị crypto đó không được tốt lắm ở cuối tuần Nhiều người bây giờ vẫn đang lo sợ là cuối tuần này thì có giống như những cuối tuần trong vòng 2 3 tuần trước đây hay không, giá cả lại có cái sự đi xuống. Chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi những thông tin. Khi mà có thêm thông tin, tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Một là ở trên uh, YouTube, hai là trên những cái mạng xã hội cho nên những bạn nào mà chưa có theo dõi Thuong Capital trên cái mạng xã hội đó các bạn có nên theo dõi bằng cách ta bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những cái thông tin như là Telegram, Facebook và Twitter để các bạn có thể theo dõi và nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất. Thì trong cái video ngày hôm nay đó chúng ta chủ yếu sẽ nói tới một số những cái thông tin mà gây ra nhiều cái sự dao động giá cả trong thời gian 24 giờ qua. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về một số những thông tin liên quan tới Elon Musk và cái thuyết ảnh hưởng như thế nào và các bạn cũng nên nhớ là cái thuyết này chia sẻ ngày hôm qua đó tôi đang một cái video và liên quan đến là giá cả ảnh hưởng như thế nào video này là một cái video mà nhiều bạn rất là hứng thú muốn biết cho nên tôi muốn chia sẻ thêm một số thông tin liên quan tới Elon Musk và tin hình bây giờ ra sao video này các bạn thấy được đăng trong vòng 13 tiếng đồng hồ đã có 27.000 view và rất là nhiều các bạn đã comment ở bên dưới Tuy là thường không có thời gian để mà trả lời tất cả những comment với các bạn nhưng mà thuận cũng dành thời gian mà đọc hết tất cả những comment và thường cũng có cái sự đồng ý liên quan tới nhiều suy nghĩ của các bạn về cái việc liên quan đến cái sự ảnh hưởng của elon Musk với bitcoin là như thế nào và tại sao làm gì nhưng mà chúng ta cũng cần thiết để mà trở về quá khứ đó để chúng ta xem coi là trước đây Elon Musk thì thường có những cái động thái như thế nào? Có phải đây là cái lần đầu tiên hay không thì không phải đâu các bạn. Trước đây Elon Musk đã từng rất nhiều lần đưa ra những cái thuyết đó làm ảnh hưởng đến giá cả của cổ phiếu Tesla. Tôi sẽ chia sẻ thêm chi tiết một lát nữa cũng như chúng ta nhìn một số những cái thông tin mặc dù là các bạn thì được làm thị trường giá cả gần đây không được tốt nhưng mà tin tức vẫn rất là tốt và tuy là các bạn thấy được là nhiều người thì cảm thấy giá đi xuống thì không còn hứng thú như trước đây nhưng mà những tổ chức đầu tư đó thì vẫn tiếp tục thu mua Bitcoin và crypto chúng ta cũng sẽ nói tới thông tin này một lát nữa nhưng mà Trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự và đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển thì trả trở về chúng ta thấy được là cái thuyết của Elon Musk chia sẻ ngày hôm qua đó giá cả của Bitcoin crypto đó đã có cái sự đi xuống nhưng mà sau khi mà cái thuyết này chia sẻ đó thì giá cả lại đi xuống mạnh hơn thì lý do tại sao mà Elon Musk lại chia sẻ cái thuyết này thật ra cái thuyết này các bạn thấy được là chỉ là một cái meme chia tay và các bạn thấy được là để cái chữ là hashtag Bitcoin với cái logo Bitcoin và cái hình trái tim chia đôi thì nhiều người cho đây là cái lời chia tay của Elon Musk đối với Bitcoin nhưng mà trên thực tế đó, cho đến ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa nghe thông báo đến từ Elon Musk hay là công ty Tesla để mà chứng nhận là họ đã bán Bitcoin của mình thậm chí khi mà các bạn lên trên trang web bitcoinchargers.net đây là cái trang web mà lưu lại những thông tin đến từ những cái công ty mà họ thu mua Bitcoin đó thì những công ty đó, những công ty nào và thu mua với cái giá ra sao thì các bạn thấy được là ngoại trừ công ty MicroStrategy thì công ty Tesla là đứng thứ nhì và họ đã bỏ ra các bạn nhớ là 1,5 tỷ đô la để mà thu mua Bitcoin với giá chuẩn đoán là khoảng 48.000 đô thì họ đã bán 10% trong cái thu nhập quý họ đã chia sẻ trước đây nhưng mà các bạn thấy được là à, tính cho đến cái giá ngày hôm nay đó nếu chúng tôi tính là 1,5 tỷ đô la thì bây giờ 1,5 tỷ đó là cái giá là khoảng 1,6 tỷ thì họ vẫn còn lời nhưng mà không có nhiều và các bạn cũng đã nhớ thường chia sẻ rất nhiều thông tin liên quan đến sự ảnh hưởng khi mà một công ty đó lưu trữ bitcoin trong ngân sách công ty đó ảnh hưởng như thế nào các bạn có thể dùng cái giá trị lên xuống bitcoin đó để có thể làm ảnh hưởng đến cái thu nhập công ty đóng thuế ít hơn hay là nhiều hơn làm cho cổ phiếu tăng giá hay giảm giá tùy theo là các bạn thấy là bitcoin giá cả ra sao và các bạn tính trong cái phần kế toán như thế nào điều này chúng ta cũng đã nói tới rất là nhiều. thì chúng ta thấy được là cái thuyết của Elon Musk sẽ làm ảnh hưởng đến giá cả của Bitcoin và đã có cái sự ảnh hưởng tuy là nhiều bạn chỉ ra được là mỗi lần mà Elon Musk thuyết đó, thì thị trường ngày là càng làm quen hơn và cái sự ảnh hưởng từ 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 đi xuống và cái sự ảnh hưởng của giá cả đó thì càng ngày càng thu hẹp lại. có nghĩa là trước đây thuyết ra đã ảnh hưởng giá trị Bitcoin dao động năm sáu ngàn đô, thì bây giờ Bitcoin dao động là hai ba ngàn đô và cứ tiếp tục như vậy đó cái sự dòng sẽ càng ngày càng thấp hơn. Thậm chí các bạn thấy được là cái sự ảnh hưởng liên quan đến cái thuyết của Elon Musk liên quan tới giá cả đồng Dogecoin đồ là một cái ví dụ cho chúng ta thấy được là khi mà Elon Musk càng thuyết càng nhiều về đồng Dogecoin đồ đó sự ảnh hưởng về giá cả càng ngày càng thấp xuống. Trước đây chỉ cần là nói tới hình của con chó hay gì đó thôi thì đồng Dogecoin đồ tăng trưởng rất là mạnh. Nhưng mà bây giờ các bạn thấy được là Elon Musk thuyết nhiều hơn nhưng mà cái sự ảnh hưởng càng ngày càng thấp đi và đối với thuận đó cái sự ảnh hưởng của cái thuyết của Elon Musk đó dịch Bitcoin nó càng ngày cũng sẽ càng thấp hơn nhưng mà nhiều bạn không thể chỉ ra được là trên căn bản tại sao mà cái thuyết của Elon Musk lại dẫn đến cái sự xuống giá tại vì các bạn thấy được là trên căn bản đó cái số à, lượng tiền mà được à, lưu trữ bởi Elon Musk hay là công ty Tesla đó thì cũng không có nhiều Elon Musk bản thân lưu trữ bao nhiêu chúng ta cũng không biết nhưng mà công ty Tesla đó lưu trữ 1,5 tỷ đô la trên căn bản không phải là một con số lớn nhưng mà tại sao lại có sự ảnh hưởng như vậy tôi nghĩ là cái sự ảnh hưởng chỉ đến tại vì chúng ta cho là cái thuyết Elon Musk có ý nghĩa mà thôi nếu như chúng ta không có cho cái thuyết có ý nghĩa thì sẽ không có sự ảnh hưởng đối với giá cả thật ra trong lòng tôi nghĩ là của nhiều người đó cũng có cái sự hy vọng là Elon Musk sẽ hỗ trợ Bitcoin nhưng mà các bạn thấy được là càng ngày thì hy vọng đó nó càng mỏng manh đi Tới lúc mà chúng ta nhận được cái thông tin là công ty Tesla không chấp nhận thanh toán và sử dụng Bitcoin nữa thì nhiều người đã phẫn nộ, nhiều người cũng đã cảm thấy thất vọng. Nhưng mà sau đó thì lại có thông tin liên quan tới là Elon Musk làm việc với lại cái hội đào Bitcoin cũng như làm việc với lại Michael Saylor. Tôi cũng đã chia sẻ với các bạn liên quan tới làm sao để có thể là sử dụng năng lượng xanh để mà đào Bitcoin. Thì cái hy vọng đó lại tăng lên và tại vì nhiều người có cái hy vọng là Elon Musk sẽ nói là công ty Tesla sẽ tiếp tục lưu trữ mua thêm Bitcoin hay là sẽ nói là công ty Tesla sẽ chấp nhận thanh toán Bitcoin tiếp tục sau này cho nên cái sự hy vọng đó vẫn còn cho nên khi mà cái tweet được chia sẻ ngày hôm qua đó là làm nhiều người thất vọng khiến cho giá cả dao động chứ nếu như chúng ta không có cái hy vọng đó thì sẽ không có cái sự dao động giá mạnh ngày hôm qua đây là cái sự khác biệt và các bạn thấy được là chúng ta cũng phải nhìn vào cái tài liệu nói chung thì nhiều bạn cũng đã chỉ ra được đó trên căn bản nếu như mà elon musk vẫn còn lưu trữ bitcoin hay là công ty tesla vẫn còn lưu trữ bitcoin cho đến ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa nhận được bất cứ một thông tin chính thức nào xác nhận là elon musk hay là công ty tesla đã bán bitcoin của mình và thậm chí trong cái thuyết này các bạn thấy được là chỉ để một cái ẩn ý mà thôi chứ không phải là nói chính xác là Elon Musk đã bán Bitcoin hay là Tesla đã bán Bitcoin, chỉ là người ta cho là cái thuyết này có ý nghĩa như vậy mà thôi chứ chưa bao giờ Elon Musk nói là đã bán, đó là điều rất quan trọng. Và nếu như mà chưa có bán thì tại sao nó muốn giá xuống thì nhiều bạn nói là chỉ vì lý do muốn thu mua thêm mà thôi. Thì đây cũng là một cái suy nghĩ hợp lý đối với thuận. Và ngược lại, có thể là Elon Musk đã bán rồi các bạn thấy được chúng ta chỉ có thể chờ đợi thông tin mà thôi nhưng mà chúng ta cũng không nên quá cho cái thuyết của Elon Musk là quan trọng bây giờ thì cái sự quan trọng vẫn còn tại vì vẫn có người có hy vọng nhưng mà thường nghĩ là khi mà mọi người đã không có hy vọng liên quan tới Elon Musk nữa và cũng không quan tâm nữa thì cái ảnh hưởng sẽ càng ngày càng ngày càng thấp xuống tại vì nhiều người còn hy vọng Elon Musk sẽ tiếp tục hỗ trợ Bitcoin sau cái thông tin là Elon Musk đang làm việc với lại Michael Saylor và cái hiệp hội đào Bitcoin cho nên cái sự ảnh hưởng của giá cả hôm qua mới nhiều như vậy chứ còn nếu như mà Elon Musk lại thuyết liên quan đến Bitcoin ngày hôm nay tôi nghĩ là ảnh hưởng nó sẽ giảm xuống và giảm xuống từ từ và trên căn bản không nên có cái sự ảnh hưởng à, tại vì các bạn thấy được là thị trường này rất là lớn liên quan tới là bao nhiêu người tham gia bao nhiêu tỷ phú tham gia bao nhiêu công ty lưu trữ các bạn thấy được chúng ta nhìn vào danh sách bao nhiêu công ty lưu trữ Bitcoin và lưu chủ số lượng lớn chứ không phải là chỉ có một mình công ty Tesla. Đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Thì chúng ta nhìn vào cái tài liệu đi, nếu như mà Elon Musk vẫn chưa bán và cũng không có định mua thêm thì tại sao lại chia sẻ những cái thuyết như vậy làm ảnh hưởng đến giá cả thì thật ra trong lịch sử đó các bạn sẽ thấy được là Elon Musk đã từng chia sẻ rất nhiều những cái thuyết làm ảnh hưởng đến giá cả của cổ phiếu Tesla. Và đặc biệt tôi sẽ chia sẻ với các bạn là những cái thuyết đó, đó, lại dẫn đến là Tesla phải đóng phạt rất là nhiều tiền cho SEC cũng như là Elon Musk bị mất cái chức là chủ tịch của công ty Tesla 3 năm. Và các bạn cũng đã thấy được là trong cái thời điểm đó là để tôi chia sẻ với các bạn là cái thời điểm năm 2018 thì Elon Musk đưa ra một cái thuyết. Cái thuyết này nói đó là Elon Musk đang suy nghĩ để có thể là lấy công ty Tesla trở thành một công ty tư nhân chứ không có phải là công ty mà giao chứng khoán trên chợ nữa, trên thị trường nữa và muốn mua lại công ty Tesla với cái giá là 420 đô la cho một cổ phần thì hiện cái lúc này đó thời điểm năm 2018 đó tháng 8 ngày 7 tây thì thời điểm đó đó cái giá cổ phiếu của Tesla không tới cái mức là 420 thì khi mà có thuyết này chia sẻ đó cổ phiếu đã có cái sự tăng giá và sau đó SEC đã làm đơn để mà kiện thẳng Elon Musk Tại sao lại kiện Elon Musk? Tại vì SEC nói là cái thuyết của Elon Musk đó gây ra cái sự hỗn loạn ở trên thị trường dẫn đến giá cả cổ phiếu Tesla tăng trưởng. Nhưng mà câu nói của Elon Musk thì là một cái câu nói mà không có một cái thông tin nào có thể là hỗ trợ câu nói đó hết, nghĩa là tới lúc mà Elon Musk chia sẻ cái thuyết là muốn mua lại công ty Tesla và công ty sẽ là một công ty tư nhân ở mức giá là 420 đô cho một cổ phiếu. Cổ phiếu lúc đó do dịch trên sàn là cái giá thấp hơn. Thì đương nhiên điều này sẽ làm cho cổ phiếu tăng lên tại vì nhiều người muốn mua cổ phiếu để mà bán lại cho công ty Tesla. Nếu như mà thực sự công ty trở thành một công ty tư nhân chứ không phải là công ty trên sàn chứng khoán nữa thì giá cả tăng lên nhưng mà ở thời điểm đó đó SCC nói là Elon Musk chưa hề nói chuyện với lại hội đồng quản trị chưa hề nói chuyện với một cái đối tác nào về việc là làm sao để có cái số tiền để mua lại cái công ty Tesla như vậy thì giá cao tăng lên thì elon musk bị SEC kiện là làm nhiễu loạn giá cả cho nên cuối cùng thì như thế nào cuối cùng nên thì elon musk đã nhanh chóng là chịu đóng phạt đóng phạt tổng cộng đó là công ty Tesla và Elon Musk đóng phạt 40 triệu đô la và ngoại trừ đóng phạt ra đó thì Elon Musk là phải chấp nhận là rời bỏ chức vụ là chủ tịch của công ty Tesla mà chỉ giữ chức vụ là CEO nghĩa là tổng giám đốc mà thôi Thì hiện bây giờ cái người mà đang giữ chức vụ là chủ tịch công ty Tesla Đó chính là Robin Danholm Và ngay cả các bạn lên trên trang web chính thức của công ty Tesla Các bạn thì được là Chairman Thì bây giờ đó là ai? Chairman của hội đồng quản trị có nghĩa là chủ tịch của hội đồng quản trị bây giờ đó chính là Robin Dan chứ không phải Elon Musk Elon Musk bây giờ giữ chức vụ là CEO tổng giám đốc mà thôi tại vì cái vụ kiện này trong cái việc mà đàm phán với SEC đó thì Elon Musk và công ty Tesla phải đóng phạt là 40 triệu sau đó là rời bỏ chức vụ là chủ tịch và công ty Tesla đã cam kết đó, là những cái thuyết đến từ Elon Musk mà làm ảnh hưởng đến tài chính công ty hay là ảnh hưởng đến cái giá cổ phiếu thì phải được duyệt bởi công ty thì sau đó đó thì các bạn thấy được là Elon Musk năm 2019 hồi tháng 7 thì có một cái thuyết chia sẻ về cái số lượng ngôi nhà đó mà sử dụng năng lượng mặt trời thì các bạn thấy được là ngoại trừ chế tạo xe ra đó thì Tesla cũng chế tạo những cái vật liệu mà sử dụng và tích lũy năng lượng mặt trời và trong đó có một cái sản phẩm là cái ngói nhà cái ngói mà lợp trên nóc nhà đó mà cái ngói nhà này có thể được tích lũy được những cái năng lượng mặt trời thì Elon Musk cho một cái tweet đã chia sẻ là công ty có thể sản xuất được là 1.000 cái ngói nhà sử dụng năng lượng mặt trời trong vòng một tuần từ thời điểm là tháng 7 năm 2019 cho đến cuối năm thì điều này đã làm cho SEC chú ý tại vì cho đến thời điểm này đó thì vẫn không có những thông tin xác thực đây là cái sự thật là công ty Tesla có thể sản xuất được là 1.000 cái ngói nhà sử dụng năng lượng mặt trời từ tháng 7 năm 2019 cho đến cuối năm đó là cái thuyết đầu tiên sau khi đóng vạt Thứ nhì nữa là cái thuyết thứ nhì mà làm cho nhiều người quan tâm đến Đó chính là ngày 1 tây tháng 5 năm 2020 Năm ngoái đó Elon Musk thì để một cái thuyết là cổ phiếu Tesla hiện bây giờ giá quá cao dựa theo suy nghĩ của Elon Musk và sau đó đó các bạn thấy giá đã từ 760 mà xuống như còn có 700 đô mà thôi và đây là hai cái thuyết mà hiện bây giờ SEC vẫn chưa có chính thức khởi tố Elon Musk là vi phạm cái hiệp định của năm 2018 khi mà đóng phạt và chấp nhận là những cái thuyết liên quan đến tài chính công ty sẽ được duyệt bởi hội đồng quản trị trước khi mà được đăng thì nhiều người cho là SEC đó đang thu thập những cái chứng từ để có thể là kiện Elon Musk về cái vụ này thì chúng ta hãy trở lại để mà nói về tình hình liên quan tới Bitcoin đi thì nhiều bạn cũng comment nói là SEC sẽ khởi tố Elon Musk liên quan đến là làm giá Bitcoin làm cho giá cao dao động cái việc này đó thì chúng ta phải suy nghĩ hai chiều chiều đầu tiên đó là các bạn cần nên hiểu là hiện bây giờ bitcoin ở hoa kỳ đó thì coi như là một cái loại tài sản một cái loại hàng hóa mà được giao dịch chứ không phải là một cổ phiếu và chúng ta ở thị trường crypto này đó là không muốn một cái đồng nào trở thành cổ phiếu hết tại vì rất là phiền phức nếu như mà trở thành cổ phiếu cho nên trên căn bản SEC đó nếu như mà không phải là cổ phiếu thì SEC ban quản lý chứng khoán Hoa Kỳ sẽ không thể quản lý được Bitcoin Vì lý do đó nếu như mà nói là chỉ vì Elon Musk thuyết về Bitcoin đó thì sẽ bị SEC kiện thì cũng không có hoàn toàn đúng Và tôi nghĩ đây cũng là một trong những điều mà Elon Musk hiểu rõ là Bitcoin không phải là một cái vật gì đó mà SEC có thể quản lý được Cho nên mới thuyết nhiều về Bitcoin, về Dogecoin mà không có sợ SEC. Và tôi nghĩ là Elon Musk đó, trong lòng thật sự là rất là thích khi mà cái tweet của mình có sự ảnh hưởng liên quan đến tài chính như vậy Thì đây là ý nghĩa cá nhân của mình thôi Nhưng mà ngược lại đó các bạn cần nên hiểu là đối với Dogecoin thì Dogecoin không phải là một chứng khoán Chúng ta sẽ không nói tới SEC Nhưng mà đối với giá cả cổ phiếu của công ty Tesla đó Thì đó là một cổ phiếu đương nhiên sẽ bị quản lý về SEC Và nếu như mà có thể chứng minh được là những cái tweet của Elon Musk liên quan tới Bitcoin đó sau đó bịt con giá cả lên xuống đó thì công ty Tesla lợi dụng giá cả lên xuống bởi cái thuyết của Elon Musk để mà thu lợi nhuận cho công ty làm ảnh hưởng đến giá cả của cổ phiếu Tesla để mà đẩy giá lên hay là gì đó thì các bạn thấy được đây là một trong những điều mà SEC có thể can thiệp vào đương nhiên đây cũng là một cái điều rất khó để mà chứng minh được cho nên cho tới bây giờ Đại thuận thì không có ý nghĩ là SEC sẽ quản lý Elon Musk về việc là chia sẻ thuyết về Bitcoin và Elon Musk thường nghĩ là có một cái sự hứng thú liên quan tới cái thuyết của mình có thể làm cho giá cả lên xuống và trước đây đó thì muốn làm với lại là giá cả của công ty Tesla nhưng mà không làm được tại vì SEC nhanh chóng đó, kiện và cuối cùng đó là phải đóng phạt 40 triệu, 20 triệu là công ty Tesla phải đóng, 20 triệu còn lại là Elon Musk phải đóng và cuối cùng là phải bị bỏ cái chức là chủ tịch của công ty chỉ vì cái thuyết đó cho nên Elon Musk đã rất cẩn thận và không có muốn dính dáng với SEC nữa Nhưng mà bây giờ lại tìm thấy một cái thị trường khác, đó chính là thị trường crypto Mà không có bị siêu quản lý chặt chẽ bởi SEC Cho nên bây giờ Elon Musk mới thuyết nhiều về crypto như vậy Tại vì rất thích cái cảm giác đó Ngoài việc là có thể là Elon Musk muốn mua thêm hay là Tesla muốn mua thêm Thường nghĩ là cũng có một cái điều là Elon Musk thích làm như vậy Đây là xuyên khí nhân của mà thôi, các bạn nghĩ sao? thì bạn hãy comment ở bên dưới và đây là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới cái thuyết của Elon Musk và tại sao lại có những sự kiện này xảy ra chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi mà thôi bây giờ chúng ta hãy nhìn vào một số những cái thông tin khác mà mình cảm thấy là cũng khá thú vị và khá tốt đối với thị trường thì trước hết các bạn thì được là một trong những thị trường mà rất ủng hộ thị trường crypto này đó chính là thị trường của Miami thành phố Miami ở Florida thị trường Francis Suarez thì ngày hôm nay lại có thông tin là Francis Wallace nói là tôi ở đây để thay đổi mà Miami trở thành thủ đô Bitcoin của thế giới Thì tôi cũng đã chia sẻ với bạn là đừng quá quan tâm đến giao động giá ngắn hạn Tương lai là Bitcoin và crypto mà đây là điều không thể thay đổi các bạn thấy được là chúng ta trở về đi Tại vì nhiều bạn đã theo dõi kênh này cũng nhiều năm Chúng ta trở về những cái thời điểm mà Đen tối nhất trong mùa đông của năm 2018 Khi mà giá cả từ 6.000 xuống còn 3.000 đô những thời điểm đó lòng tin của chúng ta đối với thị trường Bitcoin đối với crypto vẫn rất là mãnh liệt và điều tin tưởng là giá cả sẽ tăng tại vì giá cả sẽ theo giá trị và những lý do tại sao mà giá cả tăng những lý do chúng ta cũng đã nói tới liên quan tới lạm phát liên quan đến đây là một thị trường phi tập trung liên quan tới nhu cầu lưu trữ những tài sản phi tập trung là rất là cao và các bạn thấy được là sau 2 3 năm điều đó đã là sự thật giá cả Bitcoin đã từ 3.000 đô lên thẳng đến 65.000 đô trước khi mà rớt xuống còn 37.000 đô ở thời điểm hiện tại và cái mức 37.000 này so với 3.000 trước đây đó các bạn thấy đã tăng hơn 11 lần rồi. Những lý do tại sao tin tưởng giá cái Bitcoin và crypto tăng trưởng, những lý do đó vẫn còn có hiệu lực cho nên các bạn thấy được là chúng ta cũng đừng quá quan tâm đến giai đoạn giá ngắn hạn và nhìn vào tương lai các bạn thấy được là không chỉ riêng là thị trường miami của tiểu bang florida mà chúng ta nhìn một số những cái tài liệu khác mà thường muốn chia sẻ với các bạn như là wyoming và tiểu bang texas thì có rất nhiều những cái tiểu bang nhìn vào thị trường crypto này đó và nghĩ là đây là một thị trường mà rất đáng để hỗ trợ tại vì sao tại vì các bạn thấy được là những công ty trong thị crypto này đã như là những cái sàn giao dịch, những công ty như là crypto.com Đây là những công ty mà càng ngày càng lớn hơn và có thể là trở thành một những công ty tài chính lớn ở Hoa Kỳ Nếu như mà thu hút những công ty này đi vào thành phố Miami hay là đến tiểu bang Wyoming hay là Texas Thì những công ty này một là có thể đóng thuế cho tiểu bang để có thể cho tiểu bang nó có những cái thuế mạnh hơn Thứ nhì có thể cung cấp những cái công an việc làm cho người của tiểu bang cho nên các bạn thấy được là nhiều tiểu bang bây giờ đang mở rộng tay để mà chào đón những công ty liên quan đến crypto liên quan đến bitcoin lý do là liên quan đến thuế và liên quan đến công an việc làm thì các bạn thấy được là tương lai là bitcoin tương lai là crypto điều này là điều mà tôi nghĩ là không thể cãi lời được và không chỉ riêng như vậy các bạn thấy được chúng ta trong thời điểm mà thấy giá cả đi xuống đó thì tôi là nhiều người thấy chán nản nhưng mà các bạn thấy những công ty lớn thì lại âm thầm thu mua rất là nhiều. Chúng ta thấy được là công ty Rayscale đã thu mua thêm 500 triệu đô la crypto. Ngoài trừ thu mua thêm Bitcoin các bạn thấy là họ cũng thu mua thêm Litecoin, Mana, LTP, Link, đồng Bat và đồng Filecoin trong vòng 30 ngày qua có thể nói là nhiều người thì đang lo lắng về giá cả nhưng mà những công ty lớn những quỹ đầu tư đó như là RayScale thì hoàn toàn không lo lắng các bạn thấy được là đã có thêm 500 triệu crypto được nạp vào cái quỹ đầu tư của RayScale và các bạn thấy là không chỉ riêng là RayScale mà chúng ta nhìn chung đó thì các bạn thấy được là những cái công ty lớn đó, thì lưu trữ Bitcoin đó lại càng ngày càng tăng lên như là theo Bitcoin Treasury chúng ta mới vừa nhìn đó, thì số lượng Bitcoin nắm giữ của các công ty toàn cầu từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 cho đến ngày 3 tháng 6 đã tăng từ 1,4 triệu đồng Bitcoin mà lên tới 1,6 triệu đồng Bitcoin có nghĩa là tương đương với là cái sự nắm giữ đã tăng lên từ 6,8 cho đến 8,03% của tổng nguồn cung Bitcoin hay là tăng gần 15% trong một tháng thì các bạn thấy được là chúng ta vẫn câu nói đó đừng nhìn vào những gì họ nói hay nhìn vào những gì họ làm Đây là cái hình chụp lại Cái này là cái ngày 1 tháng 5 năm 2021 Là có 1 triệu 427 441 441 Bitcoin được lưu trữ bởi những công ty Và cho đến ngày 3 tháng 6 đó Cái số lượng Bitcoin được lưu trữ của những công ty đã lên tới là 1 triệu 685 ngàn 283 Bitcoin rồi Có nghĩa là trong cái tình trạng mà nhiều người lo lắng Thì những công ty vẫn tiếp tục âm thầm và tích lũy rất nhiều Bitcoin và không chỉ riêng Bitcoin mà các bạn thấy được là cái công ty như là Rayscale tích lũy rất nhiều những cái altcoin ở thời điểm hiện tại. Đương nhiên tương lai giá cả ngắn hạn là không ai có thể cho các bạn biết được giá cả ngắn hạn trong vòng 1 tháng 2 tháng tới đây có thể xuống có thể lên không ai chắc chắn được nhưng mà về cái xu hướng giá dài hạn đó thì các bạn thấy là chúng ta chỉ cần nhìn vào biểu đồ của Bitcoin trong cái thời gian là 5 năm qua 8 năm qua thì các bạn cũng có thể thấy được là cái biểu đồ Bitcoin cái xu hướng như thế nào trong vòng bao nhiêu năm qua và cái sự tăng trưởng là mạnh cỡ nào các bạn thấy được là chúng ta nhìn lại năm 2017 đi Cái thời điểm mà các bạn thấy là giá lên tới 20.000 Sau đó thì lại bị đi xuống giá rất là mạnh Thời điểm đó ai cũng rất là nản Các bạn thấy được là đây nhiều người cho là một cái sự xuống giá không hề tưởng tượng được Từ 20.000 của năm 2017 mà xuống chỉ còn có 3.000 năm 2018 Nhưng mà thường lúc đó cũng đã chia sẻ với các bạn đó là Tại vì chúng ta đang ở trong cái thời điểm này Cho nên chúng ta cảm thấy được là thời điểm này thời điểm quá chán nạn Cái biểu đồ này đi xuống quá mạnh Nhưng mà sau này khi mà giá cả lên tới 100 ngàn, 200 ngàn, 300 ngàn Thì cái sự xuống giá này đó càng ngày nó càng sẽ nhỏ đi Tại vì cái mức giá càng càng tăng lên Cũng như là các bạn nhìn lại năm 2013 đó Khi mà chúng ta thấy được là giá cả của năm 2013 đi từ 1 ngàn xuống còn 200 Thời điểm đó chúng ta thấy được là 1 ngàn xuống còn 200 thì quá nhiều Đi xuống quá sâu nhưng mà khi mà giá lên tới 20 ngàn nữa thì cái sự xuống giá đó hầu như các bạn không còn có thể dùng mắt để mà thấy được nữa tại vì cái sự xuống giá đó chỉ có mấy trăm đô mà thôi các bạn thấy là giá bitcoin có thể dao động mấy ngàn đô trong vòng một tiếng đồng hồ chứ đừng có nói tới là chỉ mấy trăm đô và sau này cũng vậy các bạn thấy được khi chúng ta zoom ra và các bạn thấy là giá nó càng ngày càng tăng trưởng như là đợt này chúng ta đã tăng lên tới 65 ngàn thì các bạn sẽ thấy được là cái sự xuống giá từ 2 ngàn tới 3 ngàn nó thực sự là không là gì và càng ngày giá càng tăng cao thì các bạn sẽ được là cái sự xuống giá này ngày sẽ càng phai mờ đi tại vì Bitcoin cái xu hướng vẫn là tăng trưởng và tăng trưởng rất là nhiều và đương nhiên chúng ta nói Bitcoin nói riêng và chúng ta nói tới crypto nói nói chung và thuận thì vẫn rất là có lòng tin vào trong thị trường này nhưng mà đương nhiên cái thường chia sẻ với các bạn đó là thuận là có cái chiến lược đầu tư lâu dài trung bình giá tin tưởng dài hạn nếu như các bạn muốn đầu tư mà các bạn muốn có lợi nhuận trong vòng một tháng 2 tháng thì đương nhiên là không ai có thể đảm bảo được thường chỉ có thể chia sẻ cái xu hướng dài hạn và thường nên làm gì mà thôi thuận thì vẫn có lòng tin và vẫn tiếp tục tích lũy dài hạn giá bitcoin bây giờ đi vào mùa đông thì thuận lại sẽ tiếp tục tích lũy thêm cũng như là đã tích lũy năm 2018 năm 2019 đây lúc mà giá cả đi xuống đó và nằm ở mức thấp mới là những lúc mà tạo ra được nhiều triệu phú chứ không phải lúc mà giá cả tăng trưởng mạnh lúc mà chúng ta kiếm được nhiều tiền nhất đó chính là cái lúc mà thị trường đau đớn nhất cái lúc mà mọi người quay lưng bỏ đi chúng ta tiếp tục ở lại tích lũy đó chính là những lúc mà các bạn thấy được là sau này khi giá cả tăng trưởng một năm hai năm ba năm sau không cần biết lúc đó các bạn mới thấy được là lợi nhuận các bạn kiếm được rất là nhiều đó là tại sao mà người ta có thể kiếm được hàng triệu hàng triệu trong cái đợt tăng trưởng này cũng như là hàng triệu hàng triệu trong đợt tăng trưởng năm 2017 tại vì họ đã tích lũy cái đợt mùa đông trước đó những người mà kiếm được nhiều tiền nhất trong mùa tăng trưởng này là những người mà đã tích lũy trong đợt mùa đông năm 2018 và sau này cũng vậy những người mà kiếm được nhiều tiền nhất ở năm 2025, năm 2026 là những người tích lũy trong cái mùa đông của cái đợt tăng trưởng này khi mà kết thúc đó mùa đông đó sẽ là cái mùa mà tích lũy rất là tốt đó bạn thường đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ cá nhân mà thôi không phải là lời khuyên đầu tư thường chỉ chia sẻ để các bạn có thêm thông tin và các bạn có thể tự đưa ra quyết định cho bản thân mình còn một thông tin nữa thường muốn chia sẻ với các bạn đó chính là Jack dosi của Twitter CEO của Twitter đó thì nói là bây giờ công ty Square là muốn có một cái sản phẩm đó chính là một cái ví chứa lạnh Đây là cái thông báo được chia sẻ bởi Jack Dorsey Thì các bạn thấy được là công ty Square, công ty Twitter ngày lại càng đi sâu hơn vào trong thị trường crypto Đi vào thị trường Bitcoin càng càng sâu hơn Đây là một cái sự thật không thể thay đổi được Và tôi muốn đem đến cho các bạn những thông tin này ngày hôm nay Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Nó Như thế nào? mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuần capital các bạn có thể tìm hiểu bằng cách ta bấm vào cái link ở bên dưới cái video để tìm thấy những cái ưu đãi như là giảm 20% phí giao dịch khi mà các bạn tham gia vào sàn Binance thông qua link của thuần capital hay là các bạn có thể uh, tham gia vào sàn margin bybit nổi tiếng có bonus lên tới 1610 đô hay là sàn margin LMT, sàn FTX Binance US, đây là một sự lựa chọn những bên nào mà sống ở Hoa Kỳ mà muốn giao dịch altcoin sàn Coinbase ứng dụng BlockFi, ứng dụng lên ni có lãi các bạn có thể gửi bitcoin, crypto, uh, ethereum, litecoin vân vân để có thể nhận được lãi hàng tháng và các bạn có thể nhận được bonus lên tới 250 đô các bạn cũng có thể gửi những đồng stablecoin những đồng ổn định để nhận được lãi cái phần trăm cao hơn và đương nhiên crypto hoàn chúng ta cũng rất quen thuộc rồi đây là ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on-chain và tôi hy vọng là các bạn có một cuối tuần vui vẻ thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn.